Nguyễn Văn Lý đối với anh nhìn của tôi có bằng chứng cụ thể là một người sát nhân. Một người sát nhân rõ ràng, tôi chứng minh cho thấy. Một người sát nhân rõ ràng. Đó là lời nói của Hương Quê. Lời nói giả tâm kết tội cha đã giết người. Sao nỡ buông lời độc ác bất nhân. Của cha trước cùng gông hung bạo, cha thật uy nghi, thật oai dũng vô cùng. Kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày, cha chẳng đói hoài hạnh phúc riêng cha. Còn cha đi lấy tư cách gì? Tư cách gì? Lấy tư cách gì? Lấy cái cha, cái lá cờ ngũ sắc. Tụi mày muốn dập tắt cái lá cờ máu hả? Là tụi mày chó. Hãy dập tắt cái lá cờ vàng ba sọc áo hả? Tụi mày chó. Ở đây đấu tranh nói thưa với cha đi. Biết thì nói, không biết nên câm họng lại. Đừng bày đặt giải nghĩa cái lá cờ ngũ sắc. Hôm nay tụi mày khổ nạn thiệt. Cha mẹ của tụi bay, dòng họ của tụi bay, ba đời của tụi bay, ông nội ông ngoại của tụi bay, ăn cơm miền Nam, uống nước của miền Nam. Cha ơi, nghe qua lời nói tục ngôn xem thường đạo lý, lời nói của một kẻ bội nghĩa bội ân khinh thầy phán chúa. Mà nạn nhân là người đáng kính đáng yêu. Người đã hiến thân vì quê hương đất nước, đứng trước cổng nâu cha chưa hề lùi bước. Với việc làm cao cả của cha, trước tòa án bất công, cộng sản ác gia đã bịt miệng cha rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đàn đông. Ngũ sắc linh kỳ, ngón cờ quốc tổ cha ông, cả nước muôn dân sẽ cùng cha mà hành động. Cha ơi, cha ơi, xin cho chúng con được hạnh diện đi cùng. Ta Lý không đủ khả năng để kêu gọi toàn dân mà xuống đường toàn quốc đâu. Câm họng đi, từ xưa đến nay Cúi Hà Vũ, Túc Hồ, rồi Tạ Phong Tần, rồi Liễu Cày không bao giờ dám trả lời cái câu này. Nguyễn Thích Kết dám nói câu này không? 8406 dám nói câu đó không? Ngay cả Trần Huỳnh Duy Thất ở nhà tôi đã đưa lên diễn đàn, tôi nói anh không trả lời được câu này. Và Nguyễn Văn Đài cũng vậy, Nguyễn Quang A cũng vậy. Và tôi nói với nó là câm họng đi, các anh không phải là chống cộng, có đâu dám trả lời câu này. Cha ơi, những nỗi quan tình thì đâu chỉ có vẫn là người da vàng.